Chào mừng Festival Hoa Đà Lạt và Tuần Văn hóa Du lịch Đà Lạt, sáng nay Vietjet Air đã chính thức khai trương đường bay mới Vinh Đà Lạt. Việc khai trương đường bay mới Vinh Đà Lạt không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện cho người dân hai tỉnh Nghệ An và Lâm Đồng, mà quan trọng hơn là kết nối giao thương giữa hai điểm du lịch nổi tiếng của cả nước. Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, lãnh đạo một số sở ngành đã dự lễ cắt băng đường bay mới tại sân bay Liên Khương, tỉnh Lâm Đồng. Tham dự lễ khai trương còn có ông Đoàn Văn Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Đây là tuyến hàng không đầu tiên nối liền giữa Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng với thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, góp phần tạo thuận lợi cho người dân và du khách khi đi lại giữa hai khu vực miền Trung và Tây Nguyên, nhất là tỉnh Lâm Đồng, nơi có nhiều người dân ở Nghệ An vào sinh cơ lập nghiệp. Với tần suất 3 chuyến khứ hồi một tuần vào thứ 3, thứ 5, thứ 7, đường bay Vinh Đà Lạt và ngược lại sẽ cung ứng thêm trên 1.000 chỗ một tuần, đáp ứng phần nào nhu cầu đi lại của người dân hai địa phương Lâm Đồng và Nghệ An. Đây là đường bay thứ 16 của hãng hàng không Vietjet Air và cũng là đường bay chào mừng các sự kiện của Tuần Văn hóa Du lịch Đà Lạt Lâm Đồng năm 2013 sẽ chính thức khai mạc vào tối ngày 27 tháng 12. Như vậy, việc khai trương đường bay mới Vinh Đà Lạt không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện và nhanh chóng cho người dân hai tỉnh Nghệ An và Lâm Đồng, mà quan trọng hơn là kết nối giao thương giữa hai điểm du lịch nổi tiếng của cả nước. Đây cũng là đường bay thứ 5 của tỉnh Nghệ An, sau các đường bay từ Vinh đến các tỉnh thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Buôn Mê Thuột.